Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì shop mình xin giới thiệu với các bạn một chiếc Honda Winner vừa được shop mình lắp đặt xong toàn LED và mặt nạ và nút công tắc bát sinh, bộ nâng cao, bộ bát sinh nâng cao, kết hợp bát sinh 2 giây cũng như là nút tắt máy tạm thời, nút đỏ tắt máy ở đây và công tắc bát sinh bên này. Kèm theo đó thì bên mình có lắp một bộ mở yên điện bằng nút còi. Tí xíu nữa mình sẽ review với các bạn xem. Thì đây là cái nút đỏ tắt máy tạm thời mà rất là nhiều bạn thích nè. Đây các bạn ha, được lắp vào trong cái mặt nạ như zin như thế này, rất là đẹp và rất là vừa khít. Mặc dù là độ nhưng mà cũng cho cái độ thẩm mỹ cũng như là chắc chắn rất là cao và hoạt động rất là ok. Đó, bên này thì là công tắc bát sinh SH và tích hợp cái bộ bát sinh 2S các bạn ha. Các bạn cùng quan sát. Khi mình đã đèn, mình nhấn gì? Thì chức năng của cái bộ này nó sẽ hoạt động như thế này, như sau mình xin review lại cho các bạn cùng nắm rõ ha. Thì đối với cái bộ bát sinh này thì hai cái đèn, cả đèn chợ sáng và đèn pha sẽ hoạt động độc lập với nhau chứ không có liên quan đến nhau các bạn ha. Thì khi mà chúng ta bát sinh thì nó chỉ có đèn L4X sáng thôi. Các bạn lưu ý, các bạn quan sát cho mình ở phía trước. Thì chúng ta đá đèn. Đó, khi chúng ta đá đèn. Đúng không? Rồi. Thì khi chúng ta muốn sáng luôn, chúng ta nhấn giữ cho mình 2 giây. Thì đèn LED sáng các bạn ha. Đó, rất là sáng, rất là xa các bạn. LED một cái LED thôi các bạn ha. Muốn tắt đèn chúng ta nhấn giữ 2 giây. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nổ máy. Thì nổ máy bây giờ chúng ta đang tắt cái đang ở trạng thái off này các bạn ha. Off thì toàn bộ nút đề sẽ không hoạt động được. Mặc dù đang ở đèn số N. Đó, nhưng mà chúng ta bật lên thì chúng ta có thể đề máy nổ. Rồi, máy lúc này đã nổ thì cái đèn pha giờ muốn sáng thì chúng ta chỉ cần... Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tắt đèn, công tắc đèn đi. Chúng ta đặt đèn pha nó sẽ sáng luôn, cả pha cả cốt các bạn ha. Quan sát là cả pha cả cốt của đèn zin. Đó, đèn zin thì chỉ có nhiêu đó thôi các bạn ha. Đèn zin thì nó có nhiêu đó thôi. Là nó sẽ sáng cả pha cả cốt nha các bạn. Các bạn để ý cho đồng hồ nó sẽ có cái đèn pha nè. Tức là đang sáng cả pha cả cốt ha. Đó là khi chúng ta chưa cần bật công tắc đèn. Đó, thì còn khi chúng ta bật công tắc đèn lên thì nó sẽ hoạt động độc lập, tức là khi chúng ta pha cốt vẫn bình thường. Đó. Đây là cốt các bạn này. Pha này, cốt, pha, cốt. Đó. Khi chúng ta muốn bát sinh xin vượt thì chúng ta nhấn vào bát sinh. Thì cái đèn LED nó sẽ chớp lên. Đây là cái đèn LED hàng xịn nha các bạn. Đó, mình sẽ cho các bạn xem thấy sáng của nó. Rất sáng các bạn ha. Nhấn giữ 2 giây để tắt ha. Đó. Tức là đèn pha và đèn cốt hoạt động độc lập. Bây giờ mình ví dụ nha, chúng ta muốn bật đèn LED lên. Rồi, nó đang sáng như thế này, chúng ta vẫn có thể pha cốt bình thường độc lập mà không ảnh hưởng đến cái đèn LED. Đèn LED vẫn sáng các bạn ha. Nó vẫn sáng bình thường. Đó, pha cốt hoạt động độc lập. Bát sinh vẫn được luôn, khi đèn đang sáng chúng ta vẫn bát sinh được luôn. Đó, chúng ta thấy không ạ? Rồi, khi chúng ta dừng đèn đỏ chúng ta có thể tắt máy tạm thời bằng cách là nhấn off. Thì lúc này máy sẽ tắt và đồng thời chúng ta nhấn đề lại cũng không được luôn các bạn ha. Đó, chúng ta phải bật lên lại, sau đó chúng ta sẽ nhấn đề. Thì cái chức năng này được tích hợp trên chiếc Exciter 2019 vừa mới được ra mắt thời gian cách đây không lâu. Thì cũng rất là nhiều các bạn thích cái nút đỏ này. Và hôm nay thì bên mình shop mình tích hợp cái nút đỏ bật tắt máy để tắt máy tạm thời khi chúng ta dừng đèn đỏ, rất là tiện lợi, không chúng ta không cần phải thò tay xuống tắt chìa khóa nữa. Rất là tiện lợi. Trên những dòng xe phân khối lớn thì thường sẽ được tích hợp cái nút tắt máy này. Để chúng ta có thể tắt máy khi chúng ta cần trường hợp khẩn cấp như là dừng đèn đỏ hoặc là khi chúng ta dừng đột ngột ở đâu đó chúng ta có thể tắt máy ha. Ok. Và bây giờ thì mở yên điện được shop mình làm với chức năng đó là khi chúng ta trả về số N thì chúng ta có thể mở được yên điện. Đây, chúng ta sẽ mở này, mình sẽ bấm nút còi nha. Các bạn nghe nè. Còi hoàn toàn không có kêu các bạn ha. Và yên thì được mở. Đây các bạn. Rồi, lúc này yên đóng rồi các bạn ha. Yên đóng rồi, bây giờ mình sẽ nhấn vào mở lại nè. Rồi, như vậy là còi yên đã được mở ha. Rồi, yên đóng lại các bạn ha. Yên mở nè. Còn nếu chúng ta... Rồi,
Còn nếu chúng ta vào số thì sao? Bây giờ mình sẽ cho đề máy. Rồi chúng ta sẽ dậm vào số 1. Chúng ta bóp còi. Lúc này còi kêu các bạn ha. Số 2 thì sao? Còi cũng kêu các bạn ha. Số 3 còi cũng kêu. Số 4. Số 5, số 6. Vậy là tất cả các số còn lại thì còi sẽ kêu như bình thường. Bởi vì khi chúng ta di chuyển thì chúng ta mới sử dụng tiếng còi, cho nên là mình mượn cái nút N để mà mình làm cho nó mở yên. Thì khi mình nhấn vào, đây là đèn báo mo các bạn. Đó, khi trở về N thì chúng ta nhấn vào, yên sẽ mở. Các bạn thấy không? Thả xuống lại, yên sẽ đóng lại các bạn ha. Đó, rất là tiện lợi và không hề có độ chế một cái công tắc nào bởi đồng hồ này cả. Rất là đẹp và rất là như zin luôn. Rất là gọn gàng. Và công tắc tắt máy tạm thời cũng lắp vào với cái độ thẩm mỹ rất cao và hoạt động rất là ok. Đó các bạn. Chỉ khi mà chúng ta bật lên như thế này thì chúng ta mới đi được, mới đề máy được. Đó, khi chúng ta nhấn xuống như vậy là xe chúng ta đã tắt máy, thì rất phù hợp với những cái bạn ở thành phố mà hay đi dừng đèn đỏ đâu các bạn. Thì các bạn, chúng ta chỉ cần nhấn công tắc thôi, thay vì chúng ta thò tay xuống dưới tắt khóa rồi bật lên lại rất là mất công, thì chúng ta chỉ cần nhấn vào cái nút này rất tiện lợi ha. Rất là chắc chắn, bên shop mình lắp đặt rất là chắc chắn. Đây mình sẽ quay gần cận cảnh cho các bạn xem. Đó, rất là vừa vặn ha, rất là chắc chắn. Rồi. Và kèm theo đó thì một cái công tắc, một cái L4X và mặt nạ hàng xịn luôn. Đây chúng ta quan sát ha. Rồi. Đó, một chiếc xe Winner đến từ Maserat. Rồi, vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn một chiếc Honda Winner vừa được shop mình độ một vài cái chức năng như là nút tắt máy tạm thời khi mà chúng ta dừng đèn đỏ. Thứ hai nữa là chúng ta tích hợp cái mạch Bassin 2S năng cao cấp và L4X và mặt nạ. Combo này rất là nhiều anh em lắp và rất là nhiều anh em thích lắp cái combo này vào xe. Tiếp theo đó thì một cái bộ mở yên điện bằng nút còi rất tiện lợi và cực kỳ zin, giữ xe cho chúng ta, giữ gìn cho chúng ta là xe của chúng ta zin nguyên bản luôn, không phải thay đổi giá cháo gì cả. Rồi, đây là một video tham khảo, hy vọng là video này là một cái video tham khảo để cho các bạn có thể xem qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy video bổ ích thì nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới cũng như like và share cho mọi người cùng biết nhé. Rồi, thân ái chào tạm biệt.